đại biểu, thưa toàn thể quý khán giả. Thế hệ trẻ hôm nay được sinh ra trong hòa bình, đó là một điều may mắn. Chúng ta còn được học tập và thể hiện những khả năng của mình, được sống, được theo đuổi đam mê của tuổi trẻ, đó là một điều hạnh phúc. Có những giây phút như thế, chúng ta tuyệt đối không được phép quên, không được thiếu hiểu biết về quá khứ, về những người dân lam lũ, đói nghèo, với vũ khí thô sơ, chủ yếu là gậy gộc, giáo mác, đã vùng dậy, lật đổ chính quyền thực dân, phong kiến, nhấn chìm bè lũ cướp nước, bán nước, đưa Việt Nam từ một nước nô lệ bị sự thống trị hà khắc của chính quyền thực dân, phong kiến xuất hiện trên bản đồ thế giới với tư cách là một nước tự do và độc lập. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đất nước Việt Nam đẹp tuyệt vời, nhân dân nô nước khắp nơi nơi mừng ngày tổ quốc vui mở hội, độc lập tự do thật tuyệt vời. Hơn 7 thập kỷ qua đi, nhưng cái thời khắc vô cùng ý nghĩa của cả một đất nước, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, hình ảnh vị cha già của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cất lời tuyên bố dõng dạc với quốc dân và nhân dân thế giới, vẫn như vang vọng khắp không gian, khắc ghi sâu đậm trong tim mỗi người lời tuyên ngôn. Một dân tộc đã gắng gượng chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gắng gượng đứng về phía đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. Sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.